kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Mến chào bà con và các bạn. Hôm nay thì mình có cái chuyến đi làm nông thôn mới ở xã Phong Thạnh Tây A. Thì mình có ghé vào cái mô hình nuôi lươn của anh Phục. Ở đây thì theo như bà con hồi trước giờ mình nuôi thì mình sử dụng cái giá thể bằng dây ni lông. Chỗ anh Phục đây thì anh ấy là có một cái nghiên cứu mới. Anh không còn xài dây ni lông nữa mà anh xài bằng những cái dây lưới, lựa cái lưới mềm chút để mình tránh cái tình trạng không còn phải giặt giũ thường xuyên. Và song song bên cạnh đó thì anh có cái sáng kiến mới, thì anh làm một cái gồng gọc để kéo lên, một khi mình thay nước thì mình kéo cái giá thể lên cao lên, bắt đầu mình xả nước ra cho nó sạch trong cái hồ và nó sạch luôn cái giá thể. Thì mời bà con và các bạn mình cùng tham quan. Cái này còn nhỏ, tiếng nó nút nhỏ, con bự nó nút. Vừa ăn mới xuống. Còn bán được trước đó có 112. Ví dụ như một hầm con như thế này là tới lứa là một hầm này là được bao nhiêu ký? Thấy là 500. Hầm 500 hai hầm là từng tấn đó hả? Ở trên đó. Còn bán 5 hầm 2 cánh 4. Hầm 2 cánh 4. Cậu đó đi ra, đi về cái đường này. Tổng cái đường của anh là không quá đáng. Lúc mà cà lúc mà năm trăm triệu À, có sức mình sức ít ít từ từ vậy đó hả? Cái này mỗi một hồ gì anh thả bao nhiêu con? 3.000. Diện tích của hồ mình bao lớn vậy? 6.000 Vì cái này mỗi một ngày anh thay nước cho nó bao nhiêu lần? 3 lần. Đến sáng với chắc là trưa 12 giờ. Tối 2 tiếng. Một đêm có cho nó ăn dặm gì không hay là chỉ cho ăn một ngày? Cho ăn ngày. Có thấy anh treo mấy cái giá thể này là để dành mình thay đổi rồi nha. Nó lúc trước nuôi đó mà nó cực công quá. À. Nó giặt rồi á, quay qua đổi lại lưới nè. Khỏe. Ủa còn lưới này mình có giặt không? Không, nó sạch nhiều vậy. À vậy đó hả? Khỏe không ha. Hả? Vậy là coi như là lưới này mình cứ thả xuống rồi mình kéo lên rồi mình thả xuống nữa chứ không cần giặt gì hết. Thì là tới giờ thay nước đó, mình kéo lên à. Cho nó tuôn ra hết cho nó sạch. Mình thay xong rồi mình thả xuống. Nó có cứng hơn cái dây tép gì không anh hả? Nó mềm. Mềm. Mua loại mềm mềm. Ừ, vì cái này cũng hay chứ. Mà nó khỏe công. Đúng rồi, hồi xưa giờ thấy bà con người ta nuôi dây tép mà. Nó giặt cực quá. Dạ. Đây mình được nhiêu hồ anh hả? Năm nay vô giống thì anh có làm trống luôn không hay là chỉ có nuôi thịt thôi? Cũng có mấy người gần người ta có chia bắt chia lại cho người ta chứ không là à. Đó, anh bắt nó chia lại cho bà con những ăn nè. Như lươn của anh nuôi này thì giá thành một ký lươn là cỡ nhiêu? Nếu mình nuôi kéo thì nó nằm khoảng 80 80 là tính luôn con giống nha. Vậy là cỡ chơi 120 là 120 là được. Nếu mà giá 120 thì cũng chấp nhận được rồi. Thì nuôi đạt thì chấp nhận, nuôi đạt thì giá 120. Mới có hổng mà. Hộ nông nghiệp Phước Long á, phối hợp với đơn vị nào đó xuống tập huấn là cái này cái này. Ủa, có chứ ta. Là cái này
bán được lại còn cái ngàn cái gì đó, lại được 80.000 đó. Nếu trung bình thì ký lương thương phẩm để mình nuôi đạt thì nó khoảng 80-80 mấy ngàn vậy bạn. Tám mấy ngàn mà ba con ký trở lại, ba con ký ăn ký được nhiêu? Ký giờ thời điểm giờ nó có 110 mấy. 110 mấy mà ba con. Nó bắt thì mình thì từ 120 gram ăn lên, 120 gram là lương nhì. Thường anh bán là tới 3 con. Hay là 120 gram không lên. Rồi nó cao rồi. Nhưng mà từ 190 là nhiều, mà từ 200 gram trở lên nó mới tụi. 200 gram. Vậy 5 con, 5 con, 6 con, 5 con là bán được tương đương được 5 con á. 5 con chẳng tư, tụi tụi gà 5 con nó cũng 25 triệu. Giá thức ăn gần đây sao anh? Con gần 30 ngàn. Nhất lên rồi. Giá thức ăn gần đây lên thật. Lâu lâu nó lên trung bình bao nó lên khoảng 10 ngàn, mấy ngàn. Nuôi con thì nuôi được, nuôi con một lần là tới 5-6 ngàn con. Nhưng bây giờ có 3 mấy à, nó giảm. Bây giờ lương giống thì giảm. Giá thức ăn thì chịu thôi, giá thức ăn nó thiết lập mặt bằng rồi không bao giờ xuống. chuyện đó là phải chịu luôn. Cái nó nào ảnh hưởng tới quá trình sản xuất luôn hả? Cái này mà nếu mà đầu ra ổn định á là nuôi ngon. Cần dầu. Anh kia, không cần. Rồi nữa là thằng năng lực cũng có làm, nhưng mà có sự riêng không, nó nảy như này nè, giống như là mày có cái đầu ra nó ổn định khoảng 200-230 là người dân nuôi mô hình này là thành công. Rồi nuôi anh mô hình canh nuôi tỷ lệ đạt được tới nhiêu phần trăm? Nó nhiều bình thì 80-90 thôi. Nếu mà nuôi 80% đạt 80% cộng với là giá thành 120 là ok đúng không? Nếu mà giá xuất bán là 120 với nuôi đạt 80% là ok. Hai thì cũng có lời nhưng mà ít thì có lời rồi. Chứ là chứ trăm rưỡi ông đòi 150 trăm chín đi, không dạng quá vậy. Mình nuôi lúc nào cũng giá năm đầu bán 190. Ờ 190 là đi sắm vàng luôn á chứ không ai vừa đâu chứ. Cái cầm đó chứ 520 cái vàng nữa đó chứ anh coi cột hầm này 500 hai hầm 8 mấy. Nhưng mà nó có cái câu chuyện khi mà giá mắc quá thì cái khả năng tiêu thụ nó sẽ giảm giảm lại. Người ta bị mắc quá thì người ta ăn. Đương nhiên vậy thôi. Mình nuôi này nó không cần cái gì. Cái này nó có lợi. Cái này nó có lợi. Anh qua chào mấy 4 ngàn, một lần 5 ngàn á, năm rồi là 6.500-6 ngàn, nhưng mà hôm nay nó thấy nó lộ nè, nó xuống đậu, cái này nó cũng đang đi về đậu, này nó đang còn lại, xe lỗ tỷ, ra từ quay mà nó cũng có tỷ, để quay thôi.